báo thù, báo ứng khó chịu về không thánh mẫu, tầm cơ phúc hắc, nhiều bản bảo đảm, sau khi ngô thường kiểm tra ra bệnh nan y, lại phát hiện bạn gái thông đồng với quản lý quỹ nào đó. Vốn tưởng rằng nắm mốc thể chất lại thức tỉnh mạnh nhất khí vận hệ thống. Một giây đồng hồ tự động thu được một khí vận tích lũy, mỗi một điểm tích lũy có thể làm cho xác suất sự kiện tăng lên gấp đôi. Còn có các kỹ năng như 100% tránh tấn công, 100% đá em trai nhỏ có thể đổi. Lợi dụng điểm tích lũy, ngô thường mua sổ số, đánh cuộc, bước vào thị trường chứng khoán, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Quản lý quỹ nào đó. Hai hước, ngô thường sẽ đầu tư cổ phiếu, heo cũng sẽ lên cây. Bạn gái cũ. Chỉ có anh ta. Một sinh viên đại học. Vài ngày nữa. Quản lý quỹ nào đó. Không thể nào, quỹ của tôi tại sao lại rớt giá. Bạn gái cũ. Ngô Thường, anh thật xấu xa, anh đầu tư cổ phiếu mạnh như vậy vì sao gạt tôi? Ngô Thường cười cười. Thuận tay tặng cho bạn gái cũng 100% xác suất nhiễm bệnh lậu, gian mai, hoa liễu, HIV, HPV. Cho người quản lý quỹ 100% xác suất xảy ra tai nạn. Khi mẹ sinh hóa, phản bội với xác ướp, bị gãy xương toàn thân. Chuyện phất y khứ, thâm tàn công cùng danh. Chương 1 hệ thống phú ta cường vận. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Một cái tác choáng ngươi, xác suất 100%. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 cào phiếu, trúng thưởng xác suất 100%. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Dân cờ bạc tư duy Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 5 Hắn chắc chắn cùng lão bản thông đồng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 6 Trảo búp bê, bắt trúng xác suất 100% Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 7 Vừa vặn điện thoại nên thay Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 8 Dạy giám đốc nhân sự một vài người chuyện Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 9 Bạn gái Ngô thường ngươi là thuốc cao da chó sao? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 10 Làm cái gì? Đại chuyên sinh coi chúng ta đồng sự. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test.